các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm được xem là trợ thủ đắc lực cho những phụ huynh. Đó chính là dòng sản phẩm nước hồng sâm ngón tay cái A Baby Trong Cùn Đàng đến từ Hàn Quốc. Thưa các bạn, đã là phụ huynh thì chắc hẳn chúng ta luôn trăn trở vấn đề rằng là làm sao để con em mình phát triển một cách tốt nhất, cũng như là điều trị dứt điểm cái tình trạng mà trẻ lười ăn, biếng ăn, rồi là chậm phát triển, đúng không ạ? Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm ấn nước hồng sâm baby ngón tay Trong Cùn Đàng này. Và đây là một trong những dòng sản phẩm được xem như là trợ thủ đắc lực dành cho các bậc phụ huynh muốn con em của mình phát triển thể lực cũng như là trí tuệ được tốt hơn. Đây là một trong những dòng sản phẩm được chiết xuất từ nhân sâm hay là hồng sâm 6 năm tuổi. Và ngay cả những trẻ em có thể lực bình thường hay chúng ta phát triển bình thường thì phụ huynh của mình cũng có thể là cho con em mình sử dụng dòng sản phẩm này. Và với công dụng chính, đó chính là giúp hỗ trợ phát triển hệ xương khớp cũng như là cung cấp các dưỡng chất cần thiết, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Đây được xem như là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều phụ huynh tại Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng. Thứ hai, đó chính là mật ong. Mật ong thì được xem như là một trong những loại dược liệu vô cùng tốt và được rất nhiều người trong chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Và đối với trẻ em khi sử dụng dòng sản phẩm này thì mật ong có trong sản phẩm này thì sẽ đi vào cơ thể cũng như là hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của trẻ được phát triển tốt hơn, cũng như là khiến cho trẻ hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Và điều này thì vô cùng tốt đối với những trẻ mà lười ăn, biếng ăn hay là có thể trạng thường xuyên ốm yếu cũng như là cân nặng không khả quan cho lắm. Và thứ ba, đó chính là canxi. Canxi có trong dòng sản phẩm này thì sẽ giúp cho hệ xương khớp của trẻ được phát triển toàn diện, đồng thời là giúp cho trẻ được tăng chiều cao một cách hoàn hảo. Vâng, như vậy có thể thấy những công dụng vô cùng tuyệt vời mà dòng sản phẩm nước hồng sâm ngón tay cái Trong Cùn Đàng này mang lại, đúng không ạ? Và dòng sản phẩm này thì được sử dụng cho trẻ mọi lứa tuổi. Và nếu như các bậc phụ huynh đang cảm thấy là trẻ con của mình có sức khỏe vô cùng bình thường cũng như là sức đề kháng vô cùng tốt thì vẫn có thể cho trẻ sử dụng dòng sản phẩm này để giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường thể lực của trẻ nhỏ. Và quan trọng hơn, đối với những trẻ mà có thể trạng bị ốm yếu hay là biếng ăn, lười ăn, suy dinh dưỡng thì khi sử dụng dòng sản phẩm này, chỉ trong vòng 1 tháng đầu tiên thôi, chúng ta đã nhận thấy sự khác biệt ở trẻ về chiều cao, cân nặng cũng như là ở chế độ ăn uống của trẻ. Trẻ sẽ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đồng thời là sẽ không còn biếng ăn như trước nữa. Và dòng sản phẩm nước hồng sâm baby này thì còn được chứng minh là có tác dụng vô cùng tốt đối với gan và thận của trẻ nhỏ. Đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn chỉ cần lưu ý một vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Đó chính là chúng ta bảo quản sản phẩm này thật tốt, đã có thể là áp dụng được hết cũng như là tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại rồi. Ngoài ra thì dòng sản phẩm nước hồng sâm baby Trong Cùn Đàng này thì cũng đã được công nhận cũng như là có giấy tờ cấp phép kiểm định rõ ràng. Thế nên các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn khi mà cho con em mình sử dụng. Và với sản phẩm này thì hãy nhớ cho Kiều Oanh rằng là đối với trẻ 3 tuổi thì mỗi tuần chúng ta sẽ cho trẻ nhỏ dùng từ 4 đến 5 lần. Còn đối với trẻ từ 8 tuổi trở lên thì chúng ta có thể cho trẻ sử dụng hàng ngày. Và để mua được dòng sản phẩm tốt, chất lượng và có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm baby Trong Cùn Đàng đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Oanh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Oanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.